Mẹ em bắt con chó nó phản chiếu lại đúng không ạ? Cường. Dạ. Xíu nào rồi mẹ. Uống nó đây. Còn miếng chừa lại uống. Mấy xì lát ở trên hai mươi. Còn mấy xì lát. Uống đi. Thôi được rồi đừng ghẹo em nữa, cho em ăn đi bé. Uống đi, cho nó ăn đi. Thế này xì lát đi, đừng ghẹo nó mà. Nè mực, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đấy. Đấy rồi nè. Ngồi xuống rồi. Mày ngồi xuống rồi cho mẹ. Thôi nó đang không đánh con. Kiếm chỗ đó. Rồi, đưa cho nó ăn đi. Ngồi giữ trong tường á. Thôi. Mày ngồi xuống rồi. Nó cao lắm mày dẻo không hả? Cả xuống đi con. Cả xuống chị hai cha. Thôi để cho nó đi mừng ba đi. Để cho nó mừng ba nó quýnh mày à. Mệt. Ông bắn em ơi. Con nó ăn cái thứ nó đói bụng không nhẹ luôn rồi nè. Con mực đứng lên là mực. Rồi, nó chặt lắm thêm anh nha. Dậy đi. Này em ơi. Bực 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 bực. Mệt ghê á.